Hôm nay mình làm một video để hướng dẫn các bạn về cách xác định các đầu dây đầu ra ở một chiếc quạt điện. Thông thường ở một chiếc quạt điện thường đầu ra 5 đầu dây, chẳng hạn như ở chiếc quạt này 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy là có tất cả 5 đầu dây. Ở cái sợi dây này là sợi dây số 3. Khi chúng ta bật công tắc số 3 thì sợi dây nguồn tiếp sang sợi số 3 này, quạt quay ở tốc độ cao nhất. Khi chúng ta bấm số 2 thì sợi dây nguồn tiếp sang sợi số 2, quạt quay ở tốc độ trung bình. Còn khi chúng ta bấm số 1 thì sợi dây nguồn tiếp sang sợi số 1, quạt quay ở tốc độ chậm nhất. Như vậy, ở đây 3 sợi dây này dùng để điều chỉnh tốc độ số 3, số 2 và số 1. Đầu dây thứ tư này nhiều người gọi là dây chạy, tức là một đầu của cuộn làm việc được đấu trực tiếp vào nguồn điện. Đây các bạn cùng xem, được đấu vào một đầu dây của phích cắm nguồn. Còn đầu dây thứ năm này là dây D, tức là một đầu của cuộn khởi động. Đầu dây D này thì được đấu nối tiếp với một cái tụ điện. Đầu dây còn lại của cái tụ điện thì được đấu chung với dây chạy và đấu trực tiếp vào dây nguồn. Như vậy là về cơ bản, thông thường thì một chiếc quạt điện thường đấu ra 5 đầu dây, có một số trường hợp đấu ra 6 đầu dây. Nếu như các bạn chịu khó tìm hiểu thì việc phân biệt các đầu dây này cũng rất là đơn giản. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt các đầu dây để các bạn biết cách đấu đúng. Ở cái quạt điện này thì vẫn đang còn hoạt động bình thường, 3 số vẫn làm việc đảm bảo đúng. Số 1 quay chậm, số 2 quay trung bình và số 3 là tốc độ nhanh nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt các đầu dây: dây chạy, dây D, dây số 1, số 2 và dây số 3 để chúng ta đấu được đúng. Còn nếu như chúng ta đấu sai thì rất dễ làm cháy hỏng quần dây ngay. Chẳng hạn như ở chiếc quạt điện này được đấu ra 5 đầu dây, vì những lý do nào đó chúng ta mất hết cả cái ký hiệu, không biết rõ chức năng của các đầu dây này. Bây giờ chúng ta phải sử dụng đến một chiếc đồng hồ đo điện. Chúng ta bật về thang đo giá trị điện trở ở thang đo nhân 10. Đầu tiên chúng ta chập hai que đo lại với nhau để xem kim đồng hồ đã lên hay chưa. Sau đó điều chỉnh núm vặn cho kim đồng hồ về 0 để đồng hồ đo được chính xác nhất. Chúng ta tiến hành đo giữa dây số 1 với 4 dây còn lại và ghi lại giá trị điện trở. Tiếp đến đo giá trị điện trở giữa dây thứ 2 với lần lượt 3 dây còn lại, ghi lại các giá trị điện trở. Tiếp đến đo giữa dây thứ 3 với 2 dây còn lại và ghi lại giá trị điện trở giữa hai lần đo. Cuối cùng đo giữa hai dây còn lại với nhau. Như vậy sau 10 lần đo chúng ta có được 10 giá trị điện trở lần lượt giữa các sợi dây với nhau. Và trong 10 lần đo này có một lần duy nhất cho giá trị điện trở cao nhất, và chúng ta lấy ra hai sợi dây có giá trị điện trở cao nhất này. Hai đầu dây cho giá trị điện trở cao nhất này là một dây chạy và dây D. Tuy nhiên, lúc này chúng ta chưa phân biệt được dây nào là dây chạy, dây nào là dây D. Như vậy là ở đây, dây màu hồng và dây màu xám cho giá trị điện trở cao nhất. Lúc này, chúng ta sử dụng một con tù. Hai đầu dây của tù, chúng ta đấu vào hai đầu dây màu hồng và màu xám. Tuy nhiên, lúc này chúng ta chưa phân biệt được đầu nào là dây D, đầu nào là dây chạy. Để cho chúng ta đấu được sợi dây nguồn vào đúng dây chạy được chính xác, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chúng ta chùm 3 đầu dây số 1, 2, 3 lại với nhau. Sau đó chúng ta đo giá trị điện trở giữa 3 đầu dây số chùm lại với 2 đầu dây chạy và D. Bên nào có giá trị điện trở nhỏ
là dây đề, còn bên nào có giá trị điện trở lớn là dây chạy. Như vậy, bên giá trị điện trở nhỏ này là dây đề, chúng ta đấu nối tiếp với tụ điện, chúng ta băng kỳ lại. Còn ở phía bên giá trị điện trở lớn là dây chạy thì chúng ta đấu dây nguồn vào. Còn việc phân biệt ba đầu dây số 1, số 2 và số 3 thì rất là dễ. Chúng ta chỉ việc đo giá trị điện trở giữa dây chạy và ba dây rồi so sánh kết quả. Cặp nào có giá trị điện trở lớn nhất thì đó là dây số 1 tốc độ chậm, còn được giá trị điện trở nhỏ nhất là số 3 tốc độ nhanh, còn giá trị điện trở trung bình thì đó là dây số 2 tốc độ trung bình. Hoặc là các bạn đấu sợi dây nguồn vào lần lượt một trong ba đầu dây, lần thử nào quạt quay mạnh nhất thì đó là số 3 tốc độ nhanh nhất, còn lần thử nào quạt quay yếu nhất thì đó là tốc độ số 1 quạt quay yếu nhất, còn dây còn lại là tốc độ số 2. Hoặc là các bạn đấu ngẫu nhiên ba đầu dây số vào số 1, số 2 và số 3 ở công tắc, sau đó cắm điện cho quạt quay tùy vào tốc độ của quạt điện, sau đó các bạn sắp xếp lại cho phù hợp. Bây giờ mình sẽ vẽ sơ đồ của một cái quạt điện ra và phân tích trên sơ đồ cho các bạn được dễ hiểu. Đây là 5 đầu dây 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy là ở cái quạt điện này cũng gồm có 5 đầu dây. Đây là đầu dây số 1. Khi chúng ta bật công tắc về vị trí số 1 này thì quạt quay ở tốc độ chậm nhất. Đây là đầu dây số 2. Khi bật công tắc về vị trí số 2 này thì quạt quay ở tốc độ trung bình. Đây là đầu dây số 3. Khi bật công tắc về đầu dây số 3 này thì quạt quay ở tốc độ nhanh nhất. Còn đầu dây số 4 này là đầu dây chạy, nhiều người gọi là đầu dây làm việc. Ở đầu dây chạy này thì được đấu trực tiếp vào nguồn điện. Ở đây chúng ta đấu với một sợi dây của phích cắm nguồn. Ở đầu dây thứ 5 còn lại là dây đề. Đây là một đầu dây của cuộn khởi động. Ở dây đề này thì sẽ được đấu nối tiếp với một cái tụ điện, và đầu dây còn lại của cái tụ điện thì được đấu chung lại với dây chạy để được đấu trực tiếp vào nguồn điện. Lúc này nhiều bạn sẽ đặt một câu hỏi là phích cắm nguồn gồm có hai sợi dây, vậy thì một đầu dây được đấu vào đâu? Một đầu dây của phích cắm nguồn sẽ được đấu vào điểm chung của cái công tắc này. Khi chúng ta bật công tắc về vị trí số 3 thì dòng điện sẽ chạy trực tiếp vào cuộn làm việc theo đường như thế này. Cho nên điện áp xoay chiều 220V đặt trực tiếp vào cuộn làm việc, cho nên quạt quay ở tốc độ nhanh nhất. Còn khi chúng ta bật công tắc về vị trí số 2 này, lúc này dòng điện phải chạy qua cuộn số này rồi mới chạy sang cuộn làm việc. Lúc này điện áp đặt vào cuộn làm việc này không đủ 220V mà nó chỉ đạt giả sử là 200V mà thôi, cho nên quạt chỉ quay ở tốc độ trung bình. Còn khi chúng ta bật công tắc về vị trí số 1 thì dòng điện chạy qua cuộn số này, tiếp tục lại chạy qua cuộn số này nữa mới chạy vào cuộn làm việc. Cho nên lúc này điện áp đặt vào cuộn làm việc giả sử chỉ đạt khoảng tầm 180V mà thôi, cho nên lúc này quạt điện quay ở tốc độ chậm nhất. Nếu như có bạn nào quan tâm muốn tìm hiểu thì mình sẽ cung cấp thêm một số thông tin. Bởi vì hồi trước mình rất hay quấn quạt điện. Ở mạch làm việc này có 4 cuộn, mình thường quấn mỗi cuộn làm việc là 800 vòng. Như vậy ở đây có 4 cuộn thì có số vòng lên đến là 3200 vòng. Còn ở cuộn số này mình thường quấn 150 vòng một cuộn, như vậy 4 cuộn lên đến 600 vòng. Còn ở cuộn số này thì mình quấn 100 vòng cho một cuộn,
Ở đây 4 cuộn là có 400 vòng. Còn ở những cuộn khởi động này thì mình cuốn mỗi cuộn khởi động là 550 vòng. Như vậy ở đây 4 cuộn lên đến 2200 vòng. Ở những cuộn làm việc này thì cuốn dây 0.18, còn ở những cuộn khởi động này thì cuốn dây 0.16 hoặc là dây 0.18 cũng được. Tuy nhiên còn phải tùy thuộc vào từng hàng, từng công suất của mỗi loại quạt mà có số vòng dây cuốn cũng như tiết diện khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một nguyên lý gần như là giống nhau. Ở đây các bạn cùng để ý giữa dây chạy và dây đê. Khi chúng ta đo điện trở giữa dây chạy và dây đê thì bao gồm điện trở của cuộn làm việc, cuộn số, tiếp đến cuộn số và cuộn khởi động. Cho nên khi chúng ta đo là có điện trở lớn nhất. Trong thực tế, khi đo điện trở giữa dây chạy và dây đê có nhiều quạt giá trị điện trở lên đến trên 700 ohm, trong khi đó có những quạt chỉ xấp xỉ 400 ohm mà thôi. Các bạn hãy cùng để ý tiếp. Ở đây các cuộn làm việc lên đến 3200 vòng, trong khi đó các cuộn khởi động ở đây là 2200 vòng. Cho nên giá trị điện trở của cuộn làm việc lớn hơn điện trở của cuộn khởi động. Cho nên căn cứ vào những điều này, khi chúng ta cần xác định các đầu dây thì chúng ta đo cặp nào có giá trị điện trở lớn nhất, đó là dây chạy và dây đê. Tiếp tục chúng ta chùm 3 đầu dây này lại với nhau và chúng ta đo với 2 đầu dây chạy và đê cặp nào có giá trị điện trở lớn, đó là dây chạy. Còn cặp nào có giá trị điện trở nhỏ, đó là dây đê. Như vậy là qua video này các bạn đã biết thêm rất là nhiều điều về một chiếc quạt điện, đặc biệt là biết cách phân biệt chức năng của 5 đầu dây trên một chiếc quạt điện. Từ đó giúp các bạn dễ dàng thay thế được cuộn dây của quạt điện nếu như chẳng may quạt của bạn bị cháy hỏng. Nếu như các bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thì các bạn xem thêm những video khác mình đặt ở màn hình kết thúc. Những video này mình hướng dẫn rất là chi tiết về cách sửa cũng như là cách quấn một chiếc quạt điện. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.